Ok, là Giang nhé bạn. Giang clan mình á. Không chúc bạn nào coi giải đấu clan Royal thì biết bạn này có vô chung kết luôn. Ủa? Alo? What? Xe nó mạnh vậy luôn á trời. Ê, anh lỗi. Rồi, kéo đi cho lỗi á con. Rồi nó đang nhanh rồi tự nhiên nó chậm lại, biết nó kéo đi cho lỗi rồi. Bút lỗi rồi. lọt. Kẻ sổ đi lấy kinh thiệt. Bê ra kia liền. Bê lớn quá khủng khiếp. Ao nhảy quá ghê. Nó chạy lỗi từ lâu luôn cũng kia lỗi. Giang nhiều quá nó chướng ảo quá. Thì trước bạn nào coi giải đấu team mình là biết bạn Giang này chướng hướng cực kỳ gắt luôn. Hên không đạp cái bà thằng tóc á. Đạp bà thằng tóc là không đi cho đúp xe đúp được rồi. Tích đủ 4 boost cho nó tốc độ cao. Nhận kịp rồi đó. Ao nhây nè. Gì? Mẹ nó thông đít. Chắc kỳ mày. Chịu luôn á. Ao nhây được rồi chứ. Không đi chơi được luôn. Cần dữ trời. Đâu có thêm bro chạy xe tê nào nữa đây. Lấy nồi được chứ. Né hai đứa nó sao đít luôn. Cẩn thận thế.
hơi là B. Rồi nó phải rít trên không á, chứ nó bay cao quá. Ồ kéo gì ta, nhiều đồ nó mạnh thiệt, nó bay cao quái đạn luôn. Kỳ cục ta. Ôi 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 ôi. Vãi nồi, không kéo được. Rồi luôn. Mé tự hỷ thiệt sự luôn á. Cái đoạn kia sao kéo không được ta. Cái map này dễ ồn mà mới vô bỏ cả khúc rồi. Giang chạy map này non rồi. Ở đây nitro là từ đây nè. Cố tích đủ 4 bút á, trong cái mình đi cho. Gì tông dưới trời. Mẹ trời, không biết mình hoài luôn đó. Chỗ này đớp sẽ đớp đớp nè. Kỳ cục thiệt chứ. Mấy nó mà nó chưa lỗi mà mình lại đua mình lỗi quá trời luôn. Chị đau quá. Cái này nó cũng căng.